phút 62 của trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ bảng B vòng bảng AFF Cup 2022. Trọng tài Sato Ryuji đã cho đội chủ nhà hưởng quả 11m. Quyết định của vua áo đen người Nhật vấp phải sự phản ứng quyết liệt của các cầu thủ Malaysia. Có vẻ như có cảm giác bỏ lọt tội nên trọng tài Sato Ryuji đã đến trao đổi thêm với trợ lý trọng tài thứ hai. Sau đó trọng tài chính lại rút thẻ đỏ đối với Azam Azmi. Trên chấm phạt đền, Quế Ngọc Hải đã không bỏ lỡ thời cơ ăn ngon này để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Việc một cầu thủ của đội tuyển Malaysia bị truất quyền thi đấu giúp cho đội tuyển Việt Nam cân bằng về mặt quân số, bởi trước đó Văn Toàn đã bị thẻ đỏ từ hiệp 1. Vậy trọng tài Sato Ryuji đã căn cứ vào điều luật nào của FIFA để rút thẻ đỏ với Azam Azmi và cho đội tuyển Việt Nam hưởng penalty khi cầu thủ này thực hiện pha đánh nguội với Đoàn Văn Hậu? Theo hình ảnh của phóng viên Dân Việt, Azam Azmi đã giẫm lên mặt Đoàn Văn Hậu ở ngoài đường biên ngang. Căn cứ theo quy tắc 14 của FIFA, trọng tài Sato Ryuji đã đưa ra quyết định đúng. Khi bóng sống, một cầu thủ hay thành viên đội bóng phạm lỗi đối thủ hoặc tổ trọng tài ngoài sân, điểm đá phạt sẽ nằm trên đường biên gần vị trí phạm lỗi nhất. Điều này cũng được quy định trong quy tắc 12 và quy tắc 13. Trong quy tắc 12, nếu một cầu thủ phạm lỗi đối thủ bên ngoài đường biên nhưng quả bóng vẫn trong sân, trọng tài sẽ cắt còi và chỉ định điểm đá phạt gần nhất với nơi xảy ra hành vi phạm lỗi. Thực hiện quả đá phạt trực tiếp hay gián tiếp tùy thuộc vào mức độ phạm lỗi. Nếu pha phạm lỗi bị trừng phạt bằng một quả đá phạt trực tiếp và điểm phạm lỗi nằm trong ranh giới khu vực 16m50 của bên phạm lỗi thì đó sẽ là một quả phạt đền. Ông Dương Văn Hiền, nguyên trưởng ban trọng tài VFF Còi vàng Việt Nam 2007, 2008, 2009 cũng dựa vào những điều luật kể trên của FIFA để giải thích vì sao trong tình huống Azam Azmi va chạm với Đoàn Văn Hậu bên ngoài đường biên ngang, trọng tài Sato Ryuji lại cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền và phạt thẻ đỏ cầu thủ Malaysia. Tôi không bàn đến việc Văn Hậu có phạm lỗi với cầu thủ Malaysia hay không, đây là nhận định của trọng tài. Ở đây trọng tài nhận định Văn Hậu không phạm lỗi. Cả Văn Hậu và cầu thủ Malaysia đều văng ra ngoài sân nhưng bóng còn trong cuộc. Khi đó trọng tài với sự hỗ trợ của trợ lý trọng tài quan sát thấy cầu thủ Malaysia có hành vi đạp vào người Văn Hậu, đó là lỗi. Theo luật, khi bóng còn trong cuộc, dù pha phạm lỗi ngoài sân thì bóng cũng được kéo vào vị trí phạt gần nhất. Ở đây là vòng 16m50 và Việt Nam được hưởng phạt đền là đúng. Sau đó, trọng tài nhận định tiếp lỗi hành vi của cầu thủ Malaysia và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Ông Dương Văn Hiền cho hay. Trong trận đấu có ý nghĩa bản lề bảng B, AFF Cup 2022 vào tối 27 tháng 12 gặp Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 nhờ các bàn thắng của Tiến Linh ở phút thứ 29, Quế Ngọc Hải phút thứ 64 phạt đền, Hoàng Đức phút thứ 83. Điều đáng chú ý là trọng tài người Nhật Bản đã rút ra 2 thẻ đỏ dành cho Văn Toàn, nhận 2 thẻ vàng phút thứ 13 và phút thứ 32. Azmi số 2 Malaysia phút thứ 62. Tình huống Azmi vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp vì trọng tài nhận định anh đã có hành vi đánh nguội Đoàn Văn Hậu ngoài sân. Đồng thời Malaysia phải chịu quả phạt đền khiến nhiều cổ động viên không rõ lý do. Ông Dương Văn Hiền, nguyên trưởng ban trọng tài VFF và là Còi vàng Việt Nam 2007, 2008, 2009 giải thích. Theo luật pha phạm lỗi ngoài sân nhưng bóng trong cuộc nên sẽ kéo điểm phạm lỗi vào vị trí gần nhất. Ở đây là vòng 16m50, trọng tài đã quyết định đúng. Về phần mình trả lời phỏng vấn VTV sau trận đấu về các quyết định của trọng tài, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải bày tỏ: "Tôi nghĩ trong bóng đá, va chạm là điều bình thường. Các tình huống va chạm trên sân hôm nay đều không quá nguy hiểm hay bạo lực. Các cầu thủ hai đội phải tôn trọng quyết định của trọng tài." Nhìn chung về trận đấu, Quế Ngọc Hải dành lời khen đối với Malaysia. Malaysia tỏ ra rất khác so với thời điểm cuối năm ngoái, thua Việt Nam 0-3 ở vòng bảng AFF Cup 2020. Họ chơi tốt, tạo ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Phải sau khi Tiến Linh ghi bàn mở tỷ số, áp lực dành cho đội tuyển Việt Nam mới được giải tỏa. Hệ thống, lối chơi vận hành trơn tru. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam đã giành trọn 3 điểm và tiếp tục tự tin hướng tới những trận đấu phía trước. Với 6 điểm tuyệt đối trên 2 trận đá đấu, hiệu số bàn thắng thua là cộng 9, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B. Ngày 30 tháng 12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Singapore trên mặt sân cỏ nhân tạo, hứa hẹn rất nhiều thách thức.